chuẩn bị visa bô thân nhé. Đây là phần 2 của chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 24 tây tháng 3 năm 2014. Đầu chương trình thì Tuấn đề cập từ đầu cho tới cuối cho cái diện fiancé, thủ tục và điều kiện như thế nào. Rồi sau đó có một số câu hỏi của quý vị. Cho nên nếu quý vị muốn coi lại cái chương trình này thì chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV, 10 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face. Tất cả những cái chương trình thì Tuấn đều có để trên mạng cho quý vị hết. Thì cái website quý vị có thể vào là YouTube. Rồi trong YouTube thì quý vị có thể tìm luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, thì nó sẽ xuất hiện ra tất cả những cái chương trình từ cái thời điểm mà đài truyền hình Việt TV và Việt Face mới ra. Thì cái đó là cách đây hơn 2 năm mấy rồi. Cho nên những cái chương trình trước đây giải thích rất là nhiều về cái căn bản, về cái mặt luật di trú và nhập tịch. Đặc biệt là có nhiều cái chương trình đề cập về vấn đề đạo luật CISPA, là cái vấn đề bảo vệ tuổi trẻ em trước khi mà trẻ em mất cái quyền lợi sau khi 21 tuổi. Kế tiếp thì xin mời quý vị theo dõi cái visa bulletin của tháng 4 năm 2014, và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái visa bulletin của tháng 4 năm 2014. Kính thưa quý khán thính giả, sau đây là visa bulletin cho tháng 4 của 2014. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ có ngày 22 tháng 2 năm 2007. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ ngày 15 tháng 7 2003. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em đang giải quyết hồ sơ ngày 22 tháng 11 2001. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ có ngày 8 tháng 9 2013. Và diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ có ngày 22 tháng 10 2006. Thưa quý vị, đây là visa bulletin cho tháng 4 của 2014. Visa bulletin hàng tuần qua chương trình với Tuấn, hoặc là quý vị có thể theo dõi qua cuốn báo Việt Life. Đây là một cuốn báo được ân hành mỗi tháng một lần qua cái phụ trách của đài truyền hình Việt TV và Việt Face. Kế tiếp thì Tuấn muốn trở lại cái câu hỏi của anh đệ gọi từ thành phố Houston, mà cái phần đầu chương trình anh ta đã gọi vào. Và nếu quý vị muốn thì chuẩn bị gọi vào cho chương trình thì số điện thoại là 713-469-9000. Đó là 713-469-9000. Trong cái vấn đề mà Tuấn thấy anh đệ đặt cái câu hỏi ra đó, thì trong cái thời gian mà mình ngừng cái đầu chương trình đó, thì Tuấn có thì giờ Tuấn xin nghĩ thêm là cẩn thận. Tại vì khi mà mình đi qua đây du lịch đó, rồi mình xin thẻ xanh ở đây thì phải rất là cẩn thận đó. Tại vì trên cái mặt luật di trú đó thì nó có cái vấn đề gọi là misrepresentation, là khai man đó. Thì khi người ta xin đi du lịch đó thì người ta phải đáp được tất cả những cái điều kiện của cái hồ sơ du lịch, thì trong đó là không có ý định định cư đó. Nhưng mà khi người ta qua bên này, người ta vẫn có quyền thay đổi cái ý muốn của người ta. Cái sự thay đổi đó có thể là tại vì cái hoàn cảnh người ta thay đổi, hoặc cái nhu cầu của thân nhân nó thay đổi rồi. Tôi cho cái thí dụ, giả sử con gái người ta bệnh hoạn, hoặc là cháu nội cháu ngoại người ta bệnh hoạn, thì cái hoàn cảnh người ta thay đổi, thì lúc đó người ta với thay cái ý muốn của người ta mới xin hợp thức hóa ở đây. Nhưng mà thường thường á, cái khuyến khích của Tuấn á, là nếu mà có thay đổi cái ý muốn của mình sau khi mình du lịch qua bên Mỹ đó, thì nên thay đổi sau khi ở đây một thời gian, chứ không phải thay đổi liền. Đó, một thời gian là như thế nào? Ít nhất là trên 60 ngày.
Tại vì khi mình làm bất cứ cái gì trong vòng 30 ngày nếu mình đi du lịch đó, cái này same thing với du học luôn, là có thể sở di trú nói mình gian lận, cố ý gian lận khi mình xin visa hoặc là khi mình trình bày với cơ quan của cửa khẩu tại nước Hoa Kỳ. Còn từ 30 ngày cho tới 60 ngày thì người ta có thể nói là nghi ngờ thôi. Nhưng mà tốt nhất là tránh cái thời điểm 60 ngày đi. Cho nên đó là tại sao trở lại cái câu hỏi của anh đệ là ba mẹ của anh rất là có thể hợp thức hóa đây hoặc là trở về Việt Nam để xin thủ tục định cư qua cái đứa con bảo lãnh. Đây trở lại cái đứa cháu 14 tuổi du lịch ở đây đó, thì nhớ rằng khi du lịch ở đây đó thì rơi vào cái điều kiện của cái visa du lịch là nghĩa là không có ý định định cư. Nhưng mình biết là có thể sau này ba má bảo lãnh đó, thì cẩn thận một tí. Trở lại cái khuyến khích của Tuấn, khi mà Tuấn nói là nên tham khảo trực tiếp với luật sư quý vị, là đây có nhiều cái vấn đề mà trong cái một cái show như này mà khó để cho Tuấn trình bày hết mà cái yếu tố của cái một cái mặt luật di trú và cái hoàn cảnh của quý vị nữa. Cho nên lúc nào nhớ rằng cái này là một cái chương trình để tìm hiểu và cập nhật những cái tin tức thôi. Còn riêng cái chi tiết của bản thân của mình hoặc là trường hợp gia đình mình thì tốt nhất tham khảo trực tiếp với luật sư. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng và cho Tuấn biết gọi từ đâu đi ạ. Dạ, xin mời lên lên tiếng cho Tuấn biết tên và gọi từ đâu đi ạ. Hello. Ok. Thưa quý vị, số điện thoại là 713-469-9000. Đó là 713-469-9000. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây khác ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Chưa đứng chắc khó quá. Ok, Tuấn thấy có 3-4 người đang chờ đường dây điện thoại đó, cho nên có thể nó đang bị trục trặc một tí. Và để tiếp tục điện thoại là 713-469-9000, đó là 713-469-9000. Và khi có, dạ vâng, và bây giờ xin trở lại đường dây ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Hello. Dạ vâng, mời cô ạ. Dạ, anh Tuấn cho em hỏi đi. Em có thẻ xanh, em qua đây là gần 21 năm rồi đó. Nhưng mà em không có cái hộ chiếu như hồi nãy anh nói, những người đâu phải có hộ chiếu là sao á anh? Dạ vâng. Cho Tuấn hỏi cô tên gì và gọi từ đâu ạ? Em tên Liễu, em ở Oi Tân á. Dạ vâng, cô Liễu năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? 43 tuổi. Dạ vâng. Cô ở đây hơn 20 năm, cô qua đây theo diện gì vậy? Đi diện HO. Dạ vâng. Ok. Ngoài câu hỏi này, cô Liễu còn câu hỏi gì khác không ạ? Dạ, với câu hỏi thứ hai là em ăn chừng bệnh 10 năm rồi đó. Thì em có thể đi về Việt Nam dài hạn chừng 3-4 tháng không anh? Dạ vâng, nhà đang ăn tiền trợ cấp ạ. Em ăn tiền disability á anh. Dạ vâng, xin lỗi, disability hay là tiền SSI? No, tiền em bị giống như là disability, tiền bệnh đó. Dạ không, cái disability của anh xin xã hội nó sẽ, xin lỗi cô Liễu. Cô có đi làm 10 năm hay không? Em làm được có 4 năm thôi. Ok, thank you cô Liễu. Là em đổ bệnh đó. Dạ vâng. Dạ. Và cô Liễu chưa có quốc tịch Hoa Kỳ phải không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Ok, ngoài cái câu hỏi tình trạng của cô Liễu, cô còn câu hỏi gì khác cho Tuấn hay không? Em có một người anh là 46 tuổi mà bảo lãnh vợ, anh mượn ở giùm là 21 tuổi như vậy, có trục trặc không anh Tuấn? Ok, dạ vâng, cảm ơn cô Liễu rất là nhiều. Đầu tiên, cái tuổi tác thì nó không có cấm. Ở bên Campuchia thì trên 50 tuổi thì nó có cái vấn đề trở ngại. Nhưng mà cái tuổi tác ở bên Việt Nam thì nó không có cấm. Miễn sao người phụ nữ trên 18 và người đàn ông trên 20 tuổi là được rồi. Nhưng mà đây, cái vấn đề 46 hoặc là 21 tuổi, nó là cái vấn đề người ta có tin được đây là vợ chồng hay không. Đó. Cho nên nó có nhiều cái yếu tố để cho mình có thể mình trình bày đây là vợ chồng thật, cho dù là cái tuổi nó khác, chênh lệch 20 mấy năm. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi của cô Liễu, thì cái câu hỏi trước nhất trả lời cái câu hỏi cô Liễu thì mình cho quý vị biết là cái tình trạng của cô Liễu. Ở đây trên 20 năm đi qua đây diện HO, diện HO là diện nhân đạo, nghĩa là có thể đi theo cha mẹ qua đây diện HO. Chưa có quốc tịch, có thẻ xanh. Đang ăn tiền, nếu mà Tuấn nghĩ là ăn tiền cho dù là bệnh, nhưng mà nó là, tại vì cô chưa làm đủ 40 điểm cho nên nó vẫn là cái tiền trợ cấp.
Và bây giờ cô muốn đi 3-4 tháng về Việt Nam và cô hỏi về vấn đề hộ chiếu Việt Nam. Ok. Đầu tiên đó là cô hỏi hai cái mặt luật mà thường thường một cái đó là nó liên quan cho tới một mức nào của mặt luật di trú thôi, hoặc là cả hai cái nó chỉ liên quan tới cái mức độ nào của di trú thôi. Thì trở lại cái vấn đề đầu tiên là cái hộ chiếu Việt Nam. Hộ chiếu Việt Nam, mình là quốc tịch Việt Nam thì người ta có quyền cấp cái hộ chiếu cho mình. Dĩ nhiên nó có những cái trường hợp về cái vấn đề mà cái diện mình qua bên này mà tại sao mình không có hộ chiếu. Giả sử người ta cách đây 30 năm hoặc là 25 năm, 30 năm người ta đi vượt biên, người ta qua trại tị nạn thì người ta không bao giờ có cái hộ chiếu đó hết. Nếu muốn người ta chưa có quốc tịch Mỹ, người ta vẫn có quyền xin nhưng mà mình không biết bao lâu nó cấp, thì cái đó là cái vấn đề mặt luật Việt Nam. Còn riêng biệt của cô đó là cô có hộ chiếu chứ không phải là không có hộ chiếu. Tại sao? Tại vì cái thời điểm cô qua là cô đi từ Việt Nam theo cái diện HO là diện tị nạn. Lúc đó ba của cô có ít nhất là cái hộ chiếu hoặc là cái giấy thông hành, thì những cái thủ tục đó cô có thể tìm lại, hoặc nếu mà cô làm mất thì cô phải xin với cái lãnh sự quán thì nó lâu nó mới cấp cho cô. Nhưng mà người ta vẫn cấp cho cô. Còn riêng biệt nếu mà cô hỏi về cái vấn đề mà đang trong cái tiền bệnh này rồi cô muốn đi về Nam 3-4 tháng thì nó ảnh hưởng hay không? Thì Tuấn chỉ trả lời cái này thôi, cho dù cái này nó liên quan một tí về vấn đề di trú thôi. Di trú đó, nếu mà lãnh tiền trợ cấp á, thì thường thường á, người ta phải có quốc tịch, hoặc là người ta đã đóng góp 40 điểm trong cái an sinh xã hội rồi người ta bị bệnh, hoặc là bị cái tàn phế, rồi sau đó người ta được cái trợ cấp. Đây không phải là có hoàn cảnh của chị. Cho nên nếu mà Tuấn đoán thôi là vẫn là cái vấn đề trợ cấp. Ok. Trợ cấp thì khi mà đi lâu quá như vậy, hình như thường thường nó 28 hoặc là 30 ngày. Nếu mà đi lâu như vậy thì người ta sẽ cúp cái tiền trợ cấp đó. Lý do tại sao? Tại vì đây là trợ cấp cho người ta cư ngụ trong nước Hoa Kỳ chứ không phải cư ngụ nước ngoài. Đó, cho nên tốt nhất đó, cô Liễu liên lạc với một người chuyên về cái vấn đề an sinh xã hội hoặc là trợ cấp của chính phủ để hỏi cho nó chính xác. Tại vì nhiều khi những cái này đó nó không có thuộc về cái mặt luật di trú nhưng mà nó lại liên quan tới cái vấn đề di trú nữa. Cảm ơn cô Liễu rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Hello, dạ em tên Ngọc, em ở Houston ạ. Dạ vâng, mời cô Ngọc ạ. Dạ cho em hỏi là em có người chị vẫn còn ở Việt Nam á, nhưng mà mẹ em làm hồ sơ bảo lãnh cho chị em cũng được 6 năm rồi. Mẹ em cũng vô quốc tịch, nhưng mà bây giờ chị em đang mang bạn trai ở bên nước Mỹ luôn á. Thì bạn trai em muốn bảo lãnh chị em qua vậy có được không ạ? Ok, mẹ bảo lãnh cách đây bao lâu rồi? Dạ 6 năm ạ. Dạ vâng, chị độc thân trên 21 tuổi bảo lãnh trước đây 6 năm. Bây giờ mẹ có quốc tịch rồi phải không ạ? Dạ rồi. Dạ vâng. Rồi bây giờ bạn trai có quốc tịch Mỹ hay là có thẻ xanh? Dạ là người Mỹ. Dạ vâng, cho nên có quốc tịch Mỹ. Quen được bao lâu rồi? Dạ. Dạ cũng được hơn nửa năm. Mới 6 tháng thôi. Dạ. Ok. Cô Ngọc, ngoài cái trường hợp này cô còn cái câu hỏi gì không? Dạ em chỉ muốn hỏi là nếu mà bạn trai của chị em bảo lãnh á, thì hồ sơ hồi trước mẹ em làm á, có bị bác bỏ hay không? Ok, mẹ bây giờ có quốc tịch Mỹ và chị vẫn độc thân, quen với người bạn trai có quốc tịch trong nước Hoa Kỳ. Ok, cô Ngọc, dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Khi mình thấy cái hoàn cảnh như này đó, thì cái quan tâm của mình đầu tiên là không phải là mình cản trở người ta quen với người bạn trai bên này, mà mình chỉ nói cẩn thận thôi. Cẩn thận tại vì như thế này. Đầu tiên á, là người ta ở bên Việt Nam có hồ sơ bảo lãnh và sẽ được định cư. Đó. Nó là vấn đề bao lâu thôi. Đó. Cho nên nếu mà bây giờ mẹ có quốc tịch Mỹ rồi mẹ làm cái hồ sơ cách đây 6 năm, bây giờ là năm 2014, cách đây 6 năm là năm 2008 rồi, nếu mình đoán theo cái trình bày của chị Ngọc. Thì đây là hồ sơ ưu tiên 1, người ta đang giải quyết tới ngày 22 tới tháng 1 năm 2007, nghĩa là có thể 1 năm hoặc là cho là cao nhất là 2 năm thì cái thứ tự nó tới để cho cái người con gái ở bên Việt Nam có thể được định cư theo cái hồ sơ bảo lãnh của người mẹ mà đang có quốc tịch bảo lãnh cho con độc thân ưu tiên 1 trên 21 tuổi. Cho nên cái đầu tiên là người ta sẽ có cái cơ hội định cư.
Đó, thì cái thời gian nó có thể là 1 năm cho tới 2 năm theo cái trình bày của Ngọc. Mà khi người ta qua bên này đó, thì người ta lại có cái thẻ xanh 10 năm, không cần lo lắng gì hết. Rồi sau này, người ta có thể nộp đơn xin vào quốc tịch sau 5 năm. Nhưng mà ngược lại đó, người ta lại quen với người bạn trai, mà người bạn trai này là một người Mỹ, một người Tây, thì mới quen được 6 tháng thôi. Mà nếu mà người bạn trai đó muốn đó, thì người ta lại có quyền bảo lãnh cho cô ta. Theo cái diện gì thì giống như theo cái diện fiancé đầu chương trình mình nói, hoặc là theo diện vợ chồng. Đó, thì cái ý của mình đó, khi mình thấy những cái này đó là phải cẩn thận. Tại sao? Tại vì đó, phỏng vấn cái diện fiancé hoặc là phỏng vấn cái diện vợ chồng, cái chương trình người yêu đó, nếu mà không đậu được phỏng vấn đó, là coi chừng cái vấn đề có thể bị phạt cả đời không được vào nước Mỹ. Tại vì cái yếu tố chính của cái diện fiancé hoặc là diện vợ chồng á, là phải thuyết phục cái lãnh sự quán đây là cái sự quan hệ là thật. Đó. Cho nên nếu mà phỏng vấn không đậu thì nó là cái vấn đề gì? Là cái nghi ngờ của cái lãnh sự quán đây cái quan hệ không phải là thật. Thì coi chừng sau này nó lại luyến lị tới cái hồ sơ mà tới lúc đó phỏng vấn của mẹ. Cho nên cái đó là cái đầu tiên, cẩn thận. Đó. Tại vì Tuấn thấy rất là nhiều người rồi mà cách đây 5 năm, cách đây 10 năm, cách đây 15 năm phỏng vấn cho diện HO, diện con lai, diện fiancé. Rồi bây giờ người ta đào lại cái hồ sơ đó, nói là hồi trước gian lận và cấm người ta cả đời không được định cư, cho dù bây giờ chờ 10 năm hồ sơ ba má đã tới. Cho nên cái đó là cái quan trọng nhất. Nếu mà có tiến tới cái vấn đề người yêu thì make sure là phải thành công. Không thành công, coi chừng nó lại nghi ngờ cái sự gian lận mà có thể bị cấm cả đời sau này, cho dù lúc đó là hồ sơ của mẹ. Cái thứ nhì nữa đó là khi mà nói về vấn đề hồ sơ của người fiancé hoặc người vợ chồng, nhớ rằng nếu mà fiancé qua đây phải làm thủ tục thẻ xanh, mà thẻ xanh là chỉ có 2 năm thôi, rồi phải chuyển qua 10 năm. What if là nếu mà trong cái hoàn cảnh sau này cái quan hệ nó không có tốt đẹp, nó không có hạnh phúc, chia tay trước khi có thẻ xanh theo diện fiancé, chia tay trong cái thời gian có thẻ xanh 2 năm mà chưa có thẻ xanh 10 năm, thì tất cả những cái vấn đề đó mình phải factor in, là mình phải nghiên cứu nó lại. Cho nên trong cái vấn đề lựa chọn là nên đi theo cái hồ sơ của mẹ hay là nên đi theo cái hồ sơ của người yêu mình sau này. Theo Tuấn là làm cái diện nào cũng được hết, miễn sao nó là sự thật, chứng cứ rõ ràng. Cho nên đầu tiên người này sẽ có cơ hội qua định cư nước Hoa Kỳ. Nó là vấn đề thời gian thôi. Cho nên mới quen người ta 6 tháng thôi. Đối với Tuấn thì cái đó nó còn quá sớm để cho mình nói về cái vấn đề hồ sơ fiancé hoặc là hồ sơ vợ chồng. Không cần nhất thiết nó nhanh như vậy, cứ từ từ tìm hiểu. Còn nếu mà cái tình cảm nó tới lúc đó thì tính sau. Nhưng mà đối với Tuấn 6 tháng nó vẫn còn quá sớm. Cảm ơn cô Ngọc ở thành phố Houston. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Hello, dạ xin chào luật sư Tuấn ạ. Em tên là Vi, gọi từ thành phố Houston ạ. Dạ vâng, mời cô Vi ạ. Dạ, cho em xin hỏi là tháng 4 năm 2013, em có bảo lãnh mẹ em ở bên Việt Nam qua. Thì tháng 2 năm 2014, em có coi trên mạng là nó nói hồ sơ đã chuyển qua trung tâm visa rồi á. Mà bây giờ em chưa có nhận được thư của trung tâm visa hay là sở di trú nói là cái hồ sơ nó đã approve rồi á. Tại vì em chỉ coi trên mạng thôi. Vậy cho em hỏi là cái bước kế tiếp thì hồ sơ của em nó đi tới đâu và em phải làm gì á? Dạ vâng. Tự làm hay là có luật sư đại diện? Dạ, có người, em có người làm giùm em. Người đó có phải luật sư hay không? Dạ, không ạ. Ok. Cái vấn đề là tại vì cái thủ tục nó khác nhau. Ok. Đầu tiên là cô check trong cái website của sở di trú. Đầu tiên trở lại, bảo lãnh cho cha và mẹ luôn phải không? Hai người lận phải không ạ? Cô Vi, bảo lãnh cho cha và mẹ luôn phải không ạ? Ok. Tuấn tính hỏi Vi là như thế này. Make sure nếu mà bảo lãnh cho cha và mẹ, con bảo lãnh cho cha và mẹ đó, make sure là hai bộ hồ sơ nha. Cho nên nếu mà trong cái website của sở di trú nó nói nó chấp thuận rồi, nhiều khi nó chấp thuận, nó gửi giấy chấp thuận về thất lạc hoặc là nó không gửi, thì mình có thể mình theo dõi trên cái mạng. Nếu mà nó nói giấy chấp thuận rồi đó, thì mình cộng thêm 30 ngày, rồi mình liên lạc với trung tâm visa.
liên lạc bằng gì? Liên lạc bằng số điện thoại 603-334-0700. À, gọi nó hơi khó thôi, nhưng mà gọi vào để xem là trung tâm visa có nhận được cái hồ sơ chưa. Nhiều khi mình tự làm cái hồ sơ đó, thì tiến tới cái thủ tục với trung tâm visa, thì nhiều khi cái trung tâm visa cần cái giấy ủy quyền, đó là cái mẫu đơn DS-261 ở bên Việt Nam của ba má nữa. Cho nên nếu mà chị check trong cái website của sở chúng nó chấp thuận rồi, cái bước kế tiếp á, là liên lạc với trung tâm visa. Nhưng mà trước khi liên lạc với trung tâm visa, chờ khoảng 30 ngày, nếu mà muốn check ăn cho 45 ngày để xem mình có nhận gì hay không. Nếu mà không nhận thì gọi điện thoại cho trung tâm visa. Nhớ rằng khi mà mình tự làm cái hồ sơ này, tự làm nghĩa là không có luật sư đại diện á, thì cái trung tâm visa yêu cầu cái giấy ủy quyền electronically, đó là DS-261 của ba má nữa, trước khi người ta tiến hành một số thủ tục. Cảm ơn cô Vi ở thành phố Houston. Và thưa quý vị, tới đây cũng hết thì giờ cho chương trình tối nay rồi. Có vài cái chi tiết để cho Tuấn nhắc nhở quý vị mà thôi. Là trở lại cái vấn đề mà thủ tục với Bộ Ngoại giao hoặc là cái lãnh sự quán ở Sài Gòn, thì những người nào phỏng vấn theo cái diện du lịch, du học, lao động, cho dù đó là lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán, nên đi vào cái website của lãnh sự quán và đại sứ quán, tại vì trong cái thời điểm người ta đang thay đổi cái thủ tục đó. Cái lý do người ta đang thay đổi là tại vì bây giờ người ta bắt đầu áp dụng cái dịch vụ GSS là Global Support System. Đó cho nên những cái thủ tục Dropbox theo cái buổi họp ngày 5 tháng 3 vừa qua là Tuấn biết người ta sẽ bỏ nó đi. Tất cả cái thủ tục nó sẽ có cái hình thức mới để cho quý vị làm việc với cái lãnh sự quán hết. Đây là cái sự thay đổi thủ tục chứ không phải là cái mặt luật nha. Thay đổi cái thủ tục với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn hoặc ở đại sứ quán Hoa Kỳ ở ngoài Hà Nội. Đó, nó là thủ tục thay đổi cho những cái hồ sơ ngoài định cư và cộng thêm hồ sơ fiancé, cộng thêm hồ sơ SP1 là những người nào có thẻ xanh ở Việt Nam lâu muốn xin trở lại. Và một số cái thủ tục SP1, fiancé và ngoại định cư thôi, đó là ba trường hợp thôi. Đó, thì đó là ba trường hợp mà bắt buộc phải đi qua cái website của Bộ Ngoại giao trước, rồi đăng ký vào cái website của GSS để đóng tiền, rồi sau đó tự lấy cái hẹn để đi phỏng vấn, hoặc là tự lấy cái hẹn để đi vào cái lãnh sự quán. Cuối cùng á, là bất cứ cái gì mà không phải là khẩn cấp, mà muốn đi vào cái lãnh sự quán Hoa Kỳ, giả sử cần công chứng, cần làm đăng ký passport hoặc là hỏi cái chi tiết cho cái hồ sơ bảo lãnh, thì lãnh sự quán bắt buộc phải có cái hẹn với cái lãnh sự quán mới được vào. Thì cái chương trình tuần vừa rồi Tuấn có cho cái website để xin đăng ký để lấy cái hẹn với cái lãnh sự quán. Ok. Rồi cái chi tiết cuối cùng là muốn chuyển lại cho quý vị đó, là nếu mà quý vị đã phỏng vấn rồi, đã bị yêu cầu bổ túc, cái yêu cầu bổ túc cho cái hồ sơ định cư, đây mình nói hồ sơ định cư và hồ sơ fiancé. Nếu quý vị đã phỏng vấn rồi, bị yêu cầu bổ túc và nhân viên của lãnh sự quán đưa cho quý vị cái tờ giấy yêu cầu bổ túc, quý vị make sure quý vị có đầy đủ hết tất cả những cái đó mới được vào cái lãnh sự quán. Chứ nếu mà thiếu một cái phần thì nhân viên của lãnh sự quán không có tiếp. Người ta chỉ muốn cái hồ sơ nó complete, là hoàn toàn có đầy đủ hết rồi mới đi vào nộp với cái lãnh sự quán. Cho một cái thí dụ, giả sử cái lãnh sự quán yêu cầu cái khám sức khỏe nhà bên bệnh viện Chợ Rẫy đi, lý lịch tư pháp số 2 đi, cái bảo trợ tài chính, thì quý vị phải có cái kết quả khám sức khỏe, phải có cái lý lịch tư pháp số 2 và phải có cái bảo trợ tài chính và tất cả cái chứng cớ kèm theo cái bảo trợ tài chính nữa, rồi lúc đó mới nộp. Chứ nếu mà không á, thì cái lãnh sự quán nó không có tiếp và người ta sẽ yêu cầu trở lại. Same thing với cái vấn đề mà xin đăng ký cái hộ chiếu cho đứa con ha. Khi mà người con sanh đẻ ở bên Việt Nam mà cha hoặc là mẹ có quốc tịch thì cơ con tự động có quốc tịch, mà xin khi xin đi ghi danh cái quốc tịch cho đứa bé, make sure mình có hết tất cả những cái điều kiện. Những cái điều kiện gồm cái gì thì trong cái website của lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán ngoài Hà Nội nó cũng giải quyết cái hồ sơ luôn, thì make sure có đầy đủ hết rồi mới vào nộp vào hồ sơ. Thì đó là vài cái sự rằn rò trong cái buổi họp ngày 5 tháng 3 vừa qua mà thôi. Thưa quý vị,
ngày mai là chương trình sẽ được chiếu lại từ 8 giờ cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV, 10 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face. Và tới đây xin chấm dứt chương trình và xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tới đây. Và xin chúc quý vị một buổi tối và một tuần rất là vui tươi. Xin kính chào.